Hello, chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm trắc nghiệm nhé. Rồi, thì thầy chỉ này, hóa chính nha các bạn. Đây là kiểm tra lần 1 hóa chính đây. Đây, hóa chính. Rồi, ok, giờ thầy chỉ oxit nào sau đây là oxit Bayer. Thầy nói rồi, oxit Bayer là oxit của kim loại. Như vậy là thường thường có ba chữ cái này, phi kim nè, bỏ này, bỏ bỏ này. Rồi này là a axit, có h là a axit. Như vậy oxit Bayer là oxit có ba chữ cái, nhớ này nè, 1 2 3 nè, 1 2 3 nhá. Rồi đáp án B. Tiếp, tạp chất nào sau đây thuộc oxit axit? Rồi, như vậy nè, CaO ba chữ cái nè. Ở bây giờ đây, đó gạch cho thầy. Con này là axit rồi, vậy oxit axit là câu C. Rồi tiếp, chất nào sau đây dùng để làm thuốc thử phân biệt HCl và H2S4? Thì nhớ không thầy? Thì ta dùng có H2S4 thì ta nhớ ta dùng BaC là mấy? BaCl2, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra một cái gì, chất kết tủa đó là Ba. Nó hơi khó nha các bạn, chú ý này, BaSO4. Thầy không có thời gian thì viết tay nên thầy mới làm này. Rồi, chất này kết tủa trắng. Tiếp, phản ứng giữa axit Bayer thuộc loại phản ứng gì? Là phản ứng chung trung hòa các bạn nhóm này. Nguyên liệu sản xuất để CaO là CaCO3. Đây, ta sẽ có cái phương trình nè, các bạn chú ý cái này nha, thầy viết nó hơi lâu. CaCO3 này, ta đổ ra CaO cộng với CO2. Ok, đấy, hiện tượng sau đây cho magie vào HCl thì ta sẽ thấy tạo ra khí, đó khí hydro, và mẫu magie sẽ tan là câu C. Nguyên liệu ban đầu để sản xuất hai đây đây là câu D, S và nguyên liệu ban đầu đó nha. Rồi tiếp câu 8, khí CO2 tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhờ quá trình nào sau đây kìm hãm? Kìm hãm là nhớ là quá trình sự quang hợp, mấy cái này đều tăng hết nha, tăng hết. Rồi, HCl phản ứng được với các chất nào sau đây? Thì các bạn chú ý trong này nè. Nhớ nha, câu A nè, SO2 là không được nè, oxit axit là không tác dụng với axit. Rồi, CU là không được nè, nhớ này, CU là không tác dụng được với HCl với H2S4 lỏng. Các bạn chú ý trong này, HCl và H2S4 lỏng, các bạn ghi lại giùm thầy nhé, kịp không? Ok, không 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 nhé, không sâu là không tác dụng được với hai này. Rồi gạch hết, ta ra được đáp án B. Rồi HCl rồi xong tới H2S4 lỏng. Giờ ta chỉ H2S4 lỏng với trang luôn, không tác dụng với CO2 nè. Rồi này CO là gạch luôn. Rồi, vậy là đáp án này nó bị lỗi nha, câu B và câu D đều được nè. Coi lại thầy, câu B, câu D được, đề nó bị lỗi nha. Rồi, ok chưa? Vậy là biết biết cách viết chưa? Đó, hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu những trắc nghiệm thôi nha. Rồi, đó là đề 5. Rồi, có đề nào phù hợp? Rồi, đề 6 đi. Rồi, tại vì dạng tiếp nha. Vậy oxit nào sau đây vừa vậy xíu sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch Bayer, vừa tác dụng với nước nè, vừa tác dụng với dung dịch Bayer, đó là phải là oxit ngược với Bayer là oxit gì? Các bạn nhớ không? Là oxit axit. Đó, oxit axit.
Rồi, vậy oxit axit thì thường có mấy chữ cái thì nói rồi, oxit axit thường có hai chữ cái. Là thằng nào ba chữ cái gạch đây thầy? Đây, ba gạch. Gạch. Gạch là câu C. Ok. Tiếp theo, lưu huỳnh dioxit được tạo bởi chất nào sau đây? Lưu huỳnh dioxit là khí gì? Khí SO2. Vậy ta phải làm sao ở trước phản ứng của nó là phải có axit. Axit và muối chứ. Lại đáp án câu này nè. À, câu này không phải nè. Cái này không phải nha. Này không phải, giờ thầy chỉ cách viết phương trình. Rồi cái này nó sẽ ra cái gì? Người ta tách ra nha, ta tách này ra. Ta tách này ra phải ra K2SO4, ra K2SO4. Ok. K2SO4 rồi, tiếp theo cộng cộng H2O4. Và khí SO2. Ok. Nhá. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ đây dùng để sản xuất vôi sống. Vôi sống là gì nè? CaO giống cái câu đề ra hồi nãy. CaO là câu A. Tiếp, phản ứng giữa H2SO4 và NaOH là phản ứng gì? Đó là phản ứng chung chung hòa. Và quá trình sản xuất axit nó có mấy công đoạn? Có ba công đoạn nhá. Tạo ra khí SO2 nè. Rồi, tiếp theo tạo ra SO3 trong sách giáo khoa nó có nha các bạn. Và H2SO4 đó có ba công đoạn chính. Có ba công đoạn chính. Các bạn đợi thầy chút, thầy sẽ mở. Thôi rồi. Thôi các bạn nhớ vậy giùm thầy nhé. Ta lật cái bài sản xuất axit fluoric á. Đặt có. Rồi câu 6. Oxit là vừa tan trong nước mà vừa hút ẩm là câu này. Nhá. Tại sao? Tại vì khi tác dụng với nước nè. Rồi nó sẽ tạo ra CaOH tất cả hai lần. Đó các bạn thấy kia chưa? Đây cặp chất nào sau đây khi tác dụng chảy ra chất khí, đây là câu A luôn, tạo ra khí hydro. Ok, chất nào sau đây hay xảy ra phản ứng này CO không tác dụng, đây cái này không tác dụng ha, rồi không tác dụng nhưng mà câu D có xảy ra. Ok, rồi để loại bỏ khí ECO2 trong hỗn hợp oxy và CO2 thì chúng ta sẽ đi qua dung dịch chứa nước vôi trong như này. Tại vì CO2 nó sẽ tác dụng nha, CO2 nè. CO2 đây. Rồi các bạn chú ý nha, thầy viết nó hơi khó. Rồi, sản phẩm sẽ tạo ra là CaCO3. Cộng với H2O. Rồi ok, rồi oxit sẽ tác dụng với nước tạo ra dung dịch bao giờ? Đó là phải oxit bao giờ. Oxit bao giờ thường được có ba chữ cái, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thầy nhớ thầy gì nó trừ thằng cái gì nè? K2O. Kịp không ạ? À? Trừ thằng K2O nhé. Đây, K2O. Và nhớ chúng ta hay học có bốn thằng mà thầy hay nói với tác dụng với nước á, là khi nào nè bạn cần là oxit bao giờ tác dụng được với nước đấy, nhớ thầy nhá.
axit sulfuron tác dụng của chúng nào sau đây như vậy nè, thằng này là axit nè, axit thì sẽ không chơi với oxit axit gạch hết, oxit axit gạch hết rồi sẽ uống vậy đó, vậy tao ra bán đi. Rồi cái câu 12, câu 10 12 này thì chỉ đầu tiên nè, đầu tiên tao phải viết phương trình ra, phải viết phương trình ra nha, h sinh là cộng NaOH chia ra Na sinh L cộng H 2 O. Rồi thấy nha, Na sinh L để thầy xóa viết lại viết xấu quá, đây Na sinh L ok cộng H 2 ồ rồi người ta kêu là xác định nồng độ HCl, vậy ta phải tính số mol của NaOH cho thầy đúng không, số mol của NaOH thì ta phải đổi cái thằng 0,5 này ra nhầm 50ml này ra lít cho thầy, rồi thì xong chúng ta mới áp dụng công thức tính số mol nè. Tính số mol của nó, tính số mol của nó ta công thức là bằng gì, xem N bằng CM nhân V. Đó, công thức số 3 nha các bạn, coi lại công video của thầy về hóa tính ấy á, có nha. Rồi để thầy mở máy tính lên. Rồi thầy mở máy tính lên rồi. Rồi, đây. Giờ tính nha. Bấm thầy 50. 50 chia cho 1000. Đó. Vậy là đốc độ 0 ra 0,05. Rồi, nhân cho 2. À, 0,05 nhân cho 2. Bấm n nhân tiếp 0,2 là bằng 0,1. 0,01 chứ, rồi 0,01. Các bạn thấy vậy rồi, 0,01 ta b vô đây thầy, 0,01. Vậy suy ra số mol này cũng là gì luôn? Là cũng 0, đó, 0,1. Ok, như vậy ta sẽ chuyển này là chuyển này về V luôn là bằng 0,1 luôn. Ok, 0,1. Vậy giờ mình tìm, muốn tìm nồng độ của nó thì về ta nhớ là nồng độ là gì, CN gì, CM bằng N chia V, V nha. Đây thì V của mình là 0,1 cùng 0,1 thôi, tao bấm tiếp 0,01 chia cho 0 chia cho 0,1. Rồi ok, ta ra đáp án là 0,1 m. Đây là đáp án C. Rồi ok các bạn ấy rồi, rồi tiếp theo ví dụ như nhỏ giấy vì axit trên giấy vì tím thì vì tím sẽ xuất hiện màu gì nè, màu đỏ nhá, nha màu đỏ đây, vì là 1C. 2 cho viên kẽm vào ZnHCl thì viên kẽm sẽ sao, sẽ sủi bọt và tỏa nhiệt là 2E. À, đun nóng CO với này á, là sẽ tạo ra dung dịch, xuất hiện dịch màu xanh lam nha, xanh lam đây, và có khí thoát ra nhé, để thiếu. Rồi 4 nhỏ này vào sẽ xuất hiện cái tủ trắng đây là 4A. Ok, từ những cái file này thì sẽ để ở dưới đường link, bạn nào muốn cần thì chúng ta download về ta làm nhé. Rồi nãy đề 5 đề 6 rồi, đề 7 thử. Rồi thầy sửa cái đề 7 thêm, thầy chỉ sửa trắc nghiệm thôi nhé.
Rồi vừa tác dụng với nước mà vừa tác dụng với ba dơ thì cái này sao giống y chang. Rồi là ta sẽ chọn là oxit gì nè, vừa tác dụng được với nước nè, vừa tác dụng với ba dơ, là đó là oxit axit, oxit axit này. Cái này có ba chữ là gạch nè, đó mấy cái này nó gạch hết. Đáp án ở lớp 9 mà có CO là gạch hết cho thầy nha, CO với N2O gạch hết. Rồi đây cô à, lưu huỳnh dioxit được tạo từ tạp chất nào sau đây? Đây ta coi lại cái đề kia, để biết đáp án B. Cái nào mà có SO3 và H2 là chọn SO3 và H2, SO4 và HCl. Nước là không chơi, gạch hết rồi. SO4 không được rồi, Na2SO4 vượt phải là Na2SO3 đây. Tạp chất nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống? Là câu C. Phản ứng giữa này là phản ứng gì? Trung trung hòa. Mấy câu nói chính là ba. Oxit vừa tan nước vừa hút ẩm là gì? Là CaO. Rồi chập chất sau đây sinh ra cháy được trong khí nữa là OC, ra khí hydro. Các bạn viết phương trình ra các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ thấy là khí hydro. Rồi tiếp câu 8 là B2O5 là không tác dụng với axit lỏng. Rồi CO không tác dụng hay HCl, rồi CO chỉ tác dụng với hai bốn nhầm, CO chỉ tác dụng với hai bốn đặc nóng nha. CO2 thì để là bỏ theo qua dung dịch thì CaO, CaOH2 luôn. Là cô D. Thì nhớ nhớ nãy thì ở bên kia có bốn cái là khi nào bạn cần là sẽ tác dụng được với nước, là oxit bazơ đấy nha. Ôi nào khi nào bạn cần đây. Đó, rồi axit lỏng sau đây tác dụng vừa được trước chất nào sau đây thì nó rồi, axit thì không chơi với oxit axit, không chơi với Cu, không chơi với CO2 đó. Vậy nó tác dụng với kim loại bazơ và oxit bazơ, xác định nồng độ. Rồi cái bài này giải y chang cái bài trên kia cho thầy luôn. À, đầu tiên mình tính số mol của NaOH cho thầy. Nào là bằng gì? 2 nhân cho 0,05 đó. Tại sao 2 nhân cho 0,05? Các bạn coi lại cái chỗ của nãy thầy giảng đây nè. N bằng cm nhân V đấy, đây nè. Ok. Rồi như vậy là bấm máy tính này, rồi máy tính này rồi quên tắt rồi. Rồi lấy hai nè, các bạn cứ bấm cái này thôi, 0,05 là bằng 0,01, à bằng 0,1. Ủa vậy nè, để coi cái bài trên đây nãy bấm nhầm không? Rồi bài này nãy với trên đây bấm nhầm rồi. À, bấm 0,05 nhân cho 2 bằng 0,1 chứ ta. Rồi rồi rồi, cái này bị lỗi nè. Ồ bị lỗi cái chỗ này rồi. Này 0,1 nha các bạn, vậy là đề này cái đáp án này phải là cô B mới đúng. Nè đáp án đây mới là cô B này, các bạn coi coi lại giùm thầy nhé. 12 kim với B hàng chi tính. Rồi 0,1 ta kê vô phương trình, cái ta bấm tiếp ha, cái bài này rồi bấm tiếp nè. Lấy 0,1 chia cho 0,1 luôn. Là bằng 1 nhé. Ok.
một luôn nhé. Rồi các bạn đi thì bị lỗi rồi. Rồi các bạn về coi lại thì nhé, coi lại thì sorry nhé. Rồi để thầy coi cái đề nào nó phù hợp. À, trong cái file này thầy gửi thì thầy sẽ cho công thức nữa nhé. Đây công thức n bằng m nhỏ chia m lớn, đây n bằng v chia 24, n bằng sin m nhân v đó. Xong chưa nha? Như vậy là bài ngày hôm nay thì thầy đã làm xong cái phần trắc nghiệm đấy. Trắc nghiệm về kiểm tra lần 1. Còn mấy đề 1 với đề ấy thì các bạn coi lại ha. Đề 1 với mấy đề này các bạn tự làm được không? Hay thì làm lại thì làm thêm này, không có, rất đơn giản thôi. Axit tác dụng với bazơ là phản ứng chung trung hòa. Oxit sau đây, oxit là tác dụng được với axit. Oxit tác dụng là nào được với axit là nhớ là oxit gì ba? Bazơ là oxit bazơ. Oxit bazơ. Rồi, chọn cái này oxit bazơ là những nào? Ví dụ axit, oxit bazơ là oxit xít gạch. Oxit xít gạch. Rồi đây, oxit xít gạch vậy là oxit bazơ là câu D. Rồi, chất này sau đây khi tác dụng HCl tạo ra dung dịch có màu vàng nâu, đây là muối sắt 3 nha các bạn. Ở đây nó sẽ tạo ra FeCl3. Ok, rồi nhóm oxit này sẽ tác dụng được với nước. Đây, tác dụng được với nước là sắt, nhớ là sắt nè, đồng nè, COS4, nhầm COO, FeO với Fe23 không được nhá. Mấy này nó cứng lắm, rồi cho chọn đáp án này B ra. Đó, rất đơn giản. Để phân biệt hai axit này thì ta dùng cái chất gì? Ta dùng với BaOH, tại vì nó sẽ tạo ra một chất kết tủa là Ba4. Ok, Ba4 kết tủa màu trắng. Rồi SO2 được điều chế từ cặp chất nào sau đây? Rồi câu C này cứ nhớ Na2SO3 với cộng với một axit là ra. Rồi chất này sau đây tác dụng với H24 tạo ra dung dịch màu xanh lam là đó là Cu muối của đồng, kịp không? Muối của đồng. Rồi để làm khô hỗn hợp có lẫn hơi nước, người ta dùng cái gì? Người ta sẽ không dùng hơi nước là cái này không có dụng. Ta biết rồi, axit sulfuric đặc nó tính tháo nước thì nó sẽ hút nước và nó sẽ không tác dụng với này. Còn cái thằng này nè, cho vô cái CaO nó sẽ tác dụng với cái này làm mất đi chất này. Người ta mục đích để làm khô là trong đây có hơi nước. À, trong đây là nó sẽ có hơi nước. Rồi ok ha. Đó. Thì video ngày hôm nay thì thầy chủ yếu thầy làm về đề kiểm tra hóa lần 1 thôi. Đó. Về trắc nghiệm thôi nhé. Rồi những video khác thì thầy sẽ cố gắng làm thêm. Còn với phần bài tập này thì thầy sẽ cố gắng thì viết vẽ bằng tay á, nhằm thầy quay tay thì để cho các bạn cho nó dễ thấy hơn á, chứ quay ở màn hình vi tính các bạn khó thấy lắm. Rồi chào các em nhé, hẹn gặp ở video tiếp theo.